Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Và sau đây là lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2024. Vào ngày 23 tháng 9 năm 2024 đã diễn ra hai trận đấu tại bảng A, đảo Gam và Bangladesh hòa nhau với tỷ số 2 đều. Đội chủ nhà U20 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 5-0 trước Bhutan. Bảng xếp hạng bảng A mới nhất như sau. Có được 5 điểm hiệu số cộng 5, Việt Nam đứng vị trí số 1 của bảng A. Vị trí thứ 2 của bảng A thuộc về Syria khi có được 3 điểm cùng hiệu số cộng 4. Với 2 điểm, Gam đứng vị trí thứ 3. Có cùng 1 điểm, Bangladesh và Bhutan đứng vị trí thứ 4 và vị trí thứ 5. Như vậy, tại bảng B, 4 đội đang cùng có được 3 điểm, đó là Uzbekistan, Bahrain, Nepal và Campuchia. Đài Loan chưa có được điểm số nào, tạm thời đứng ở vị trí thứ 5. Tại bảng C, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE có được 6 điểm đứng ở vị trí số 1, có cùng được 3 điểm, Kuwait và Hàn Quốc đứng vị trí thứ 2 và vị trí thứ 3. Chưa giành được điểm số nào, Liban và Mariana đứng vị trí thứ 4, vị trí thứ 5. Bảng xếp hạng bảng D có cùng được 3 điểm, Australia, Ả Rập Xê Út, Afghanistan đứng vị trí số 1, số 2 và số 3. Vị trí thứ 4, vị trí thứ 5 thuộc về Macau và Palestine khi cùng có được 1 điểm. Tại bảng E có cùng được 4 điểm, Triều Tiên và Malaysia đứng vị trí số 1, vị trí thứ 2. Vị trí thứ 3 thuộc về Tajikistan khi có được 3 điểm. Chưa giành được điểm số nào, Oman và Sri Lanka đứng vị trí thứ 4, vị trí thứ 5. Bảng F chưa thi đấu có sự góp mặt của 4 đội tuyển Indonesia, Yemen, Maldives và Timor-Leste. Bảng G với sự hiện diện của 4 đội tuyển Iran, Lào, Ấn Độ và Mongolia. Bảng H, Iraq, Thái Lan, Philippines và Brunei. Bảng Y gồm 4 đội tuyển Nhật Bản, Myanmar, Turkmenistan, Kyrgyzstan. Qatar, Jordan, Singapore và Hồng Kông tại bảng C. Vòng loại U20 châu Á 2025 có 45 đội tham dự và được chia thành 5 bảng 5 đội và 5 bảng 4 đội. 10 đội nhất bảng cùng 5 đội nhì xuất sắc nhất sẽ giành vé dự vòng chung kết cùng đội chủ nhà Trung Quốc. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2024, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ có lượt trận thứ 2 gặp đảo Gam vào lúc 19 giờ. Và lúc 19 giờ ngày 27 tháng 9, Việt Nam gặp Bangladesh. Và trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2024, chúng ta gặp đối thủ Syria. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bản tin bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Các bạn hãy đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những thông báo mới nhất về lịch thi đấu, kết quả cũng như bảng xếp hạng của vòng loại U20 châu Á 2025. Xin chào các bạn.